mời đàn trai xuất hiện. Và bây giờ xin mời đàn gái bước ra sân khấu. Đây, mời chúng ta giới thiệu về mà lý lịch trích ngang của mình. Dạ, em chào quý vị khán giả và anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Dạ, em tên là Văn Quốc Toản, sinh năm 1983. Quê em ở Cà Mau, hiện tại em làm công việc ở quận 3. Công việc của Toản là gì? Dạ, em kinh doanh bên mà nhà hàng khách sạn, em là chủ, em chỉ tới lui em coi thôi chứ em không có trực tiếp em làm. Rồi, bây giờ mời chị mình giới thiệu về bản thân nha. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, dạ. Chào khán giả trường quay cũng như khán giả đang xem truyền hình. Thì em tên là Võ Thị Lan Anh, hiện tại đang công tác tại trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, quận Tân Bình. Năm nay em 36 tuổi và nhà em cũng hiện tại em đang ở Tân Phú, giáp Tân Bình. À, em xin lỗi, em quên chào anh bên kia. Dạ, dạ em chào anh ạ. Anh chào em. Dạ. À, mình có ưu điểm gì hả Toản? Em thì cũng nói chung em biết làm bông với mà em biết nấu ăn rồi. Có cái là khi em hay dọn dẹp công việc, em thì thường xuyên gặp khách rồi em cũng thường xuyên hay nhậu. Cái đó bớt đi nha, nhậu nhiều quá không tốt sức khỏe. Dạ, mời chị mình nói về ưu điểm khuyết điểm nè. Về ưu điểm của em thì là em nhiệt tình trong công việc, rồi yêu trẻ, biết nấu ăn, biết làm thơ, biết hát. Nói về khuyết điểm thì em có thể là đôi khi cũng hơi nóng tính và cũng hơi thẳng thắn quá. Khi mà em mà nóng tính một tí xíu thì em cũng mong là cái người ấy dịu lại. Còn nếu như mà người ấy không dịu thì em dịu. Mình hát một bài cho nó vui gì đi, ha đàn gái ha. Dạ. Anh gì ấy ơi, em biết anh ở Cà Mau á, chắc anh hát hay hơn em nhiều. Anh cũng không biết hát nữa em. Mừng quá anh không biết hát, em hát có lỡ sai nhịp sai gì anh cũng đừng buồn nha. Anh hỡi anh ơi, em với anh bây giờ hai đứa hai bên rồi biết bao giờ chúng ta gặp nhau. Nhưng ai biết đâu chương trình truyền hình khiến ta thành đôi. Thôi thì trông chờ Quyền Linh bên đó, Nam Thư bên này và mọi người ở dưới kia. Em đây cảm ơn thật nhiều chương trình kênh Tống Xe Duyên, cũng như cảm ơn gia đình bạn bè đã đến đây. Thì thôi ta bấm nút nha anh, để cho xùm dày đôi bên. Dạ hết rồi anh. Trời ơi, xuất sắc. Hát dễ thương. Vậy mà nói là hát dở, hát không hay. Anh trai cảm nhận thế nào? Bạn gái hát rất là hay anh. Hay hả? Giờ mình hát thử coi. Dạ, em thì phải hát được một câu thôi. Rồi. Chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu mẹ quay ngang rồi bao. Thằng Tâm cái tính nó cọc càng sợ sau này con Hồng bị nó ăn hiếp. Nên bà cứ dùng vàng chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu chân. Làng xóm bàn tới bàn lui anh buồn thiệt là buồn. Từ cái bữa nhà anh qua chạm hội, thấy mẹ lắc đầu em cũng thôi giặt áo ở bờ sông. Được rồi. Rồi, hai người hát nó cũng vui. Vui. Em đã trải qua những cái mối tình thế nào rồi? Đi học xong thì em nghỉ học, em lên Sài Gòn em làm. Về thì có mấy tháng là em đi coi vợ, em cưới vợ em luôn. Nên em không có trải qua mối tình nào hết. Hai người chung sống 11 năm mà thấy không có tình cảm nên mới chia tay. Có mấy đứa con? Dạ, có một bé gái, hôm nay 10 tuổi anh. Lý do gì mà 11 năm mà cũng phải chia tay vậy? Tánh người thì gì, tánh người khác nên không có hợp nên chia tay. Rồi con gái 10 tuổi ở với ai? Dạ ở với em. Ở với quê, với học, với quê với bà nội. Thì mới nghỉ hè em bước lên đây được khoảng hơn tháng. Ôi, chia sẻ với em điều đó ha. Chị chia sẻ về tình duyên của mình ha. Về đường tình duyên thì thật sự là em cũng đã lập gia đình rồi, cũng chưa có con gì hết. Thì em cũng chia tay với lại chồng em cách đây cũng 4 năm. Thì nói về lý do chia tay thì thật sự là hai người có thể là không tìm được tiếng nói chung. Trong 4 năm đó không có ai tiến tới hoặc là không có ai tán tỉnh mình hay sao chị? Nói chung là trong 4 năm đó thì cũng có. Giả sử như hai người người ta tìm hiểu mình đi, rồi mời đi uống cà phê. Cái bữa đầu đi thì cũng như thủ tục gì đó, cũng hỏi thăm làm quen rồi đó.
Cái qua bữa thứ hai, cái ngồi cũng uống cà phê, cái tự nhiên người ta có thái độ mà vui lắm. Không biết là bây giờ còn không, nhưng mà cái thời của Lan Anh đó là uống xong nói, em ơi, anh mệt quá. Cái bài này quen quá. Anh muốn đi ngủ. Cái lúc đó Lan kêu, vậy thôi anh về anh ngủ đi. Là coi như xong rồi đó. Dạ. Hoặc là người ta không hỏi anh đi ngủ nữa mà nói là, em ơi, anh muốn có một cái không gian nào đó, chỉ có hai đứa mình thôi. Tự nhiên cái đang nói chuyện mới quen bữa đầu bữa sau, tự nhiên người ta đưa ra một cái hướng mà cảm thấy có thể là người ta nghĩ mình đã từng lập gia đình rồi, người ta nghĩ mình dễ dãi như thế nào đó. Cái tự nhiên mình cảm thấy mình bị dị ứng. Em muốn một người yêu thế nào? Biết lo cho gia đình, lo cho chuyện là bây giờ em đã lỡ một lần rồi, em còn phải có một bé gái theo em á. Nếu mà thương em á thì cũng phải thương con em và biết lo lắng cho con em, không có nên mà béo quá. Không mập quá hả anh? Nói chung cao thì tầm khoảng 1m50 trở lên mà không có quá cao được. Vậy còn chị Lan Anh, một cái hình mẫu mà chị mong muốn là gì? Em mong muốn cái mẫu người của em cũng hơi giống anh Quyền Linh cũng được. Chủ yếu là biết quan tâm tới gia đình rồi xã hội. Anh này anh cao hơn Quyền Linh luôn á. Anh hiền hơn Quyền Linh luôn. Ít nói hơn Quyền Linh luôn, được không? Dạ được, nhưng nói chung em chỉ sợ em không đạt tiêu chuẩn anh đưa ra thôi. Em thì có 1m50 thôi. Không nói sao vậy thôi, chị. Cái đó cũng là tiêu chuẩn thôi. Dạ em chào anh. Chào chị. Anh ghét điều gì nhất ở phụ nữ? Có gì thì giờ hai người cùng nói nhau chứ không có gì mà để mỗi cái là phải giấu không nói với nhau, rồi tới sau xảy ra chuyện mới nói. Anh hiền quá, em không biết hỏi anh gì hiền luôn. Bây giờ anh ngồi anh nhút nhát anh còn rung rồi đúng không? Chị cảm giác mang lại rất là ấm áp. Chào đàn gái, dễ thương quá, nụ cười tỏa nắng. Có một vấn đề đây, anh là có con rồi. Dạ có con không sao, tại vì em là giáo viên tiểu học mà em rất yêu con nít. Rồi được á. Chị Lan Anh, hôm nay chị đi với ai? Hôm nay em đi với lại mẹ, rồi sếp của em, rồi đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh, có đủ rồi. Dạ xin chào hai MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ chào cô. Chào ạ. Chương trình. Dạ cô thấy là hiền, chân thật, là cái mẫu người mà gia đình cũng mong muốn, cũng được. Chắc là mình phải gặp học sinh của cô Lan Anh. Dạ xin chào chú Quyền Linh và xin chào chị Nam Thư. Chào dạ con. Cô con thực sự là một người rất là thẳng tính. Cô là một người rất là cá tính và thực sự là cô là một cô giáo rất là thú vị. Vậy con có ủng hộ cô với chú không? Dạ con cũng hoàn toàn ủng hộ ạ. Con có muốn cô đi lấy chồng không? Dạ muốn. Bây giờ mình gặp đàn trai đi. Dạ em đi với cháu em với con em. Con tên là gì? Con tên dạ, gì? Con tên Trúc. Con cảm nhận gì cô Lan Anh sao? Thấy cô Lan hiền. Có giờ bao giờ đánh con không? Dạ cũng có. Đánh mạnh không? Dạ không. Chị có muốn nói vài câu gì với bé Trúc không? Nói chung là cô chào con, chào luôn cả cháu của anh Toản. Con có đồng ý cho cô và ba con đến với nhau không? Dạ con đồng ý. Rồi con thấy cô sao? Dạ cô hiền. Cô hiền hả? Nếu cô nói với con là cô không có hiền, con tin không? Nói chung là nếu như cô và ba con có đến được với nhau thì cô hy vọng rằng cô sẽ yêu thương con và con cũng sẽ yêu thương cô giống như là mẹ của con, được không? Dạ. Quá tuyệt vời. Cảm ơn chị. Trời cháu, con lớn này con nhìn thấy... Con thì con thấy cô dễ thương với lại thân thiện. Cậu con hiền không? Dạ hiền. Cậu con có mấy người đẹp bu xung quanh không? Dạ cũng có. Con có thấy cậu con nắm tay cô nào không? Dạ không. Cậu con kêu mấy người kia bằng gì? Bạn. Cậu có em gái mưa không? Dạ không. Còn bây giờ trách nhiệm thuộc về hai người. Chúng ta mở rào. Bắt đầu đi Toản. Anh chào em. Nay đến chương trình nên có làm hai món quà anh để tặng cho em. Rồi, em rất cảm ơn anh, món quà rất là dễ thương và rất là đẹp. Trời ơi anh khéo tay quá nè. Dạ thì để đáp lại cái tình cảm anh dành cho em, đây là một cái cuốn sách với tựa đề là Hiểu Về Trái Tim. Okay. Anh gặp em rất là vui. Chưa khi mở gào á, anh nghĩ em không nó đẹp cái vậy, mà khi mở gào ra em là rất là đẹp. Em cảm ơn lời khen của anh.
nên thương em thương anh á thì em thông cảm cho anh, tại vì thương anh phải thương, còn thương con anh nữa. Thì những điều anh chia sẻ và em cũng nói rồi, em và anh có một cái điểm chung đó là phải biết quan tâm lẫn nhau. Đôi khi á, những cái cuộc điện thoại đến với em á, mình cũng không biết trước được, mà lỡ có yêu em thì đừng có ghen. Mình cũng phải nhìn nhận cái vấn đề nó rõ ràng một chút xíu để mình hiểu nhau, thông cảm cho nhau. Anh thấy vậy được không? Anh chấp nhận, tại vì cái điện thoại khi cái công việc làm ăn của mình á, công việc á, mình đâu có trách nhất cái chuyện đó được. Công việc của em là giáo viên, bận rất là nhiều, sáng tới chiều ở trường, về nhà nhiều khi cái công việc rồi chuẩn bị giáo án, nói chung là có thể là anh sẽ thấy em là một con người của công việc. Cái điều đó thì nói chung đối với anh nó không quan trọng, tại vì cái công việc gia đình đó thì em bằng á, thì anh sẽ làm thay em được tất cả chuyện cái công việc của gia đình đó, dù là dọn dẹp nhà cửa hay nấu ăn được, tất cả anh đều làm được hết. Em yêu trẻ, vậy anh có yêu trẻ không? Có chứ. Tại vì công việc của em là tập trung trẻ là chính, lỡ mà em lên trường có những cái công việc em làm cho những đứa trẻ của em á, những lúc anh rảnh anh có thể giúp em không? Sẵn lòng giúp em, cuối tuần em mới được nghỉ đúng không? Tuần không được nghỉ luôn hả? Dạ, em nói thiệt luôn không nghỉ đâu. Lý do là em dạy từ thứ hai tới thứ sáu, rồi thứ bảy, chủ nhật đôi khi tụi em phải đi học nữa. Có thể hẹn em đi uống cà phê hoặc là đi chơi, mà vào buổi tối bất cứ lúc nào anh vẫn đi được hết. Mà quan trọng là công việc em sắp xếp được là đi được. Dạ, anh cứ cho em một cái hẹn trước thì em sẽ cố gắng sắp xếp cái công việc em lại để chúng ta cùng có một cái buổi hẹn thú vị. Nhưng mà buổi thứ hai thì đừng giống như em đã từng gặp. Tại vì em bị nhạy cảm với cái đó lắm. Rồi, cái đàn thôi với em. Thì nói anh vô đi, em ngồi đây anh canh cho. Nãy em nghe con anh nó nói á, là anh có đánh bé đó. Rồi có khi nào anh giận anh đánh luôn em không? Không, ba bé thì nhầm khi có chuyện anh nói, nói mới lì, anh la nó không nghe. Thì anh giận quá rồi, anh kêu là anh quýnh như đít một tay nhẹ thôi, chứ anh đâu có quýnh con đâu. Mình có thể tặng anh ấy một bài thơ nào đó. Dạ được. Tôi với anh, hai người xa lạ, cùng tham gia bạn muốn hẹn hò, gửi trao nhau bao lời chưa nói và ước mơ đã dệt bấy lâu. Hãy vững tin một ngày mai tươi sáng, bao gian khó rồi cũng sẽ qua. Ta dìu nhau đi về bến cuối để đắp xây cuộc sống an bình. Dạ em hết rồi. Hay quá. Hay. Nếu thật sự yêu thương nhau mà cảm giác rằng đây là một mảnh ghép của mình sẽ ghép lại với nhau thì chúng ta hãy bấm nút. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng chị. Mình nắm tay nhau đi. Con có muốn lên sân khấu với ba với cô không? Năm người này chụp đám cưới luôn nè. Ba người mình sẽ là một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Sớm báo tin vui nha. Rồi, rồi thấy thêm có nhiều thành viên nữa. Qua đây chú xí nè, con qua đây, qua đây. Để ba con với má tương lai con. Hai người hôn nhau đi. Con xin phép cô cho ba người hôn lai anh nha cô. Hay quá. Được con gái. Gì? Em tên là Trần Thị Lễ Hồng. Em sinh ngày 28 tháng 10 1995. Hiện tại em đang là kinh doanh tự do. Rồi, chị Hồng đâu quận 7? Dạ em đang ở quận 7. Kinh doanh tự do là kinh doanh mặt hàng gì? Cho thuê phòng trọ. Cho thuê phòng trọ tại quận 7. Cho bao nhiêu phòng em? 50 phòng. 50 phòng là nhà này của em hay là sao? Em thuê nhà xong em chuyển lại. À, 50 phòng là nó là trong một cái dãy luôn hay là như thế nào? Nhiều phòng có nhiều đó. Nhiều nhiều nhà hả? Là mỗi nơi rải rác hết hay là hết quận 7 hả? Rải rác ở quận 7. À, rồi em làm cái đó là có ai phụ em không? Dạ, lúc trước thì em có hợp tác chung với bạn. À, còn bây giờ là một mình em luôn? Cũng còn một vài căn hợp tác chung với bạn. Ừ. Bạn gái hay bạn trai? Bạn gái. Rồi em làm cái này là lâu chưa? Em làm cũng hơn 3 năm. Trước đó anh có làm khác không? Trước đó thì làm bất động sản thôi. Sale bất động sản. Rồi em nói một chút về bản thân của mình ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em. Điểm mạnh có thể là luôn nhanh động, luôn học hỏi.
biết. Yêu của em là em hay nóng tính, hay khó kiểm soát được người. Khi nóng tính quá không kiểm soát được công việc. Nóng tính thì gì sẽ làm những cái chuyện gì? Hay gọi. Hay không? Dễ cảm động lắm. Em nói tự lập kinh doanh từ sớm là khi nào em? Vừa tốt nghiệp trung học phổ thông nha, em đã đi làm rồi. Là lúc đó em làm sale hả? Có khoảng thời gian em làm công nhân. Sau đó thì em mới biết được cái nghề sale. Giờ lên luôn, giờ làm chủ luôn rồi. Rồi, làm vậy là từ 18 tuổi đi làm, hôm nay để dành được kha khá chưa? Mua được mấy miếng đất rồi? Mua được một miếng đất ở dưới quê hả? Quá trời đất rồi. Mua dưới quê hả? Dạ. Em dự định về quê vậy không? Mua thì cũng chỉ đầu tư thôi, còn về quê thì em là con một nên tương lai thì cũng có thể là sẽ về quê ở. Con một luôn. Ba mẹ làm gì ở dưới? Ba mẹ thì cũng chỉ làm ruộng bình thường thôi. Rồi em chia sẻ tình trường của mình ha, được bao nhiêu mối tình rồi? Em có hai mối tình, nhưng mà có mối tình gần đây là em vừa kết hôn rồi mà cũng được 6 năm sau đó đi hôn. Đi hôn lâu chưa em? Được một tháng. Một tháng. Ủa là thủ tục xong luôn rồi hả? Dạ. Xong thủ tục hả? Sao nhanh vậy? Ý là nó xong phương đơn phương hay như thế nào? Thủ tình ạ. Là lý do rồi ở với nhau là được bao nhiêu lâu? 4 năm. 4 năm. Có con gì không? Dạ không có con. Không có con. Dạ. Lý do là sao chia tay em? Là do anh đó ngoại tình, với lại thêm chị là anh không có biết lo được tài chính cho mình, không biết lo, chỉ để một mình em lo. Nhưng mà cái chuyện không có con đó là do ảnh, do em hay là có cái gì, người nào có vấn đề về chuyện sinh con không á? Chắc cũng một phần là do em. Là em không sanh được hay là sao? Có khám rồi chưa? Có khám, nếu em sanh được thì phải điều trị. Là em bị gì? Có đi khám chưa? Em bị đa miên buồng trứng. Rồi bây giờ em mong muốn một người như thế nào? Em thấy một người là có tài chính, biết yêu thương, biết trân trọng, tôn trọng. Thì người trước thì tôn trọng mình. Rồi quê quán, tuổi tác anh đó như thế nào em? Nếu thì em hiện tại đang ở Sài Gòn, em cũng hy vọng ở Sài Gòn. Nhưng mà nếu tương lai em về quê nè, thì sao? Giờ ví dụ như anh đó anh không muốn về quê thì sao? Bởi vì nơi nào lập nghiệp được thì mình sẽ ở đấy thôi. Còn tương lai thì ví dụ ba mẹ già yếu thì mình có thể chăm. Chăm đưa lên đây cũng được mà, kinh tế ở đây làm ăn được thì đưa lên thôi đúng không? Dạ. Tại vì bây giờ là nó khác sau này. Em thích bạn trai tuổi tác hơn em bao nhiêu hay là nhỏ hơn hay như thế nào? 30 tuổi trở lên. 30 tuổi trở lên tới 50 luôn được không? Khoảng 40 trở lại. Sao già hay là gì? Nhiều khi mình có một mình á thì mình đi về quê mình cũng thấy cho nó phù hợp với mình một xíu. Lớn tuổi hơn thì ba mẹ lại nói sao con gái có một mình. Rồi anh đó ly dị đang có con được không? Đang ly, ảnh ly hôn á. Ảnh nuôi con á được không? Em nuôi con. Tại em trường hợp đặc biệt em không sanh được. Chứ còn người ta bình thường thì người ta sẽ có con thôi. Nhưng mà có thể do cái vợ chồng người ta không có được thuận nên người ta chia tay, đúng không? Dạ. Thì sao được không? Tại mình hiện giờ tại vì em cũng là cái người ly hôn nên chị mới hỏi câu này. Dạ. Được không? Tại vì bây giờ em sẽ đặt trường hợp nếu như em lấy một cái người mà họ chưa kết hôn lần nào là em về em có sanh con được không nè. Hiểu không? Hiểu chị nói không? Còn cái người nếu họ đã từng ly hôn giống em rồi, họ có khi họ không cần nhu cầu, họ đòi hỏi em đẻ nữa. Thì em suy nghĩ cái đó như thế nào? Thì em muốn nào em có thể nói, em đang được lựa chọn mà. Dạ, nếu như em có con thì được. Rồi không có con thì em được không? Không có con thì em sẽ thương lượng với ảnh về cái vấn đề trước đây của mình như thế nào nè. Vì em có thể điều
trị được đâu. Là đã đi khám rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó là em có điều trị gì không? Không lẽ hai vợ chồng 4 năm mà không có muốn có con hả? Tại vì chồng em nói là mình không có tài chính rồi cứ nghĩ là để một mình em lo thì sao em lo sẽ. Với lại anh nói nếu như sau này có con thì cũng một mình em thì mình thấy nhẹ sao mà mình lo sẽ được. Rồi, em có tài lẻ gì không? Ca hát gì được không nè? Cũng biết hát đúng không? Rồi em đăng ký chương trình là do em tự đăng ký hay có ai? Dạ em tự đăng ký. Lý do làm sao em muốn đăng ký chương trình? Tại vì ba mẹ cũng nói là muốn có một người con rể cho nó như nhà nuôi cửa. Thì người kia đi cũng đang rất là buồn. Rồi nhưng mà tại vì bây giờ mình đi lên chương trình thì mình cũng phải tìm hiểu trong thời gian nữa. Nhưng mà ở bên ngoài em có khó tìm được bạn không? Chị thấy cũng năng động mà làm quá trời luôn. Vậy tại sao những người bên ngoài thấy không được hay sao em? Tại vì thì đó em hồi đó chưa có mở lòng với người nào khác. Do em suy nghĩ là em có chồng rồi. Bây giờ thì em mở lòng hơn. Chưa có tìm được người liền. Nhưng mà cái lúc em kết hôn là anh đó anh có kinh tế đồ tốt không? Lúc đầu thì em không biết. Nhưng mà sau đó về thì em biết là anh nợ nhiều. Mà sau đó trong thời gian sống chung thì anh cũng không có ý chí để. Có nghĩa anh cũng có đi làm được. Nhưng mà cũng ở với nhau 4 năm luôn ha. Đúng không? Là cũng có khoảng thời gian hạnh phúc ban đầu gì không? Dạ, có. Ban đầu cũng hạnh phúc nhưng mà... Được bao lâu? Được 1 tháng? 1 năm hay là bao nhiêu? Cứ về khoảng 1 năm thì em là có người khác. Em cũng cố gắng tha thứ nhưng mà em cứ luôn nhớ tới người thì nó cứ như vậy. Anh làm cái gì em? Cũng xe bất động sản. Rồi. Em chịu theo chồng gì không? Hay là em chỉ muốn ở Sài Gòn thôi? Tại hiện tại em đang làm việc ở đây. Có không thích người miền nào không? Dạ. Ba mẹ có kém gì không đó? Ba mẹ nói hy vọng là người miền Nam mình cũng tốt thôi. Rồi. Ok em. Rồi được rồi. Nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại với mình ha, rồi hướng dẫn thêm cho em nha. Rồi xong rồi, cảm ơn em.